Em xin chào ở nhà nhé, nhà em lại vừa về thêm một cái lô hàng kiếm này. Hôm nay kiếm rất là đẹp luôn. Đấy, cái lô kiếm mà vừa rồi nhà em vừa chạy cháy hàng đây này. Kiếm này là kiếm gieo hạt, hàng giống cần 1 năm tuổi, thậm chí có những cây hơn 5 tuổi. Năm nay thì hôm nay thì cái lô này về cây khá là cứng cáp và đẹp. Nhà em thì chọn nhà vườn thì khá là uy tín và tin tưởng nên người ta lựa cho mình những cái cây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hàng này nếu các bác so sánh với giá ngoài thị trường thì giá cam đoan các bác là giá ở hành với các bác là hàng cạnh tranh cực kỳ, bởi vì em nhập số lượng và thứ hai là hàng khách nhà em lấy thì hoàn toàn yên tâm là cây đẹp và chất lượng cũng ok. Hàng gieo hạt hiện tại em có 5 mã. Mã số 1 đó chính là đỏ Nghệ An, mã số 2 là đỏ Thái, mã 3, mã 4 là Phan Chí, thứ 5 là vàng Củ Chi và cuối cùng mã số 6 là xanh Huế á. Hàng này là hàng gần 1 năm tuổi quá nhá. Cây rất là cứng cáp và lô hôm nay cái lô nhiều cây nó còn nhỉnh hơn rất là nhiều, cây đẹp. Nói chung là số lượng thì hàng em luôn luôn có sẵn hiện tại. Và em bán đồng giá là 40.000 đồng một cốc nhá. Giá cực kỳ là yêu thương, 40.000 đồng một cốc kiếm giống. Đó, bác nào đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Đó, hàng mới về. Các bác update và đặt hàng sớm để được lựa cho mình những cái cây đẹp nhé. Đấy, hàng này đều tăm tắp luôn. Đó, những cái cây kiếm